Chào các bạn nhé. Hôm nay tôi lại gặp vấn đề về máy trên chiếc xe, cụ thể đó là chiếc tôi đang quay trước màn hình chiếc xe đỏ đây. Chiếc xe này là bị khói khói trắng ở bô các bạn nhé. Khói khói trắng ở bô thì là phải làm hơi và làm cả đầu bò nữa. Trong đầu bò thì nó có những cái gì, phải làm những cái gì, sau đây mời các bạn chú ý đón xem. Mình sẽ chia sẻ chi tiết từng bước một cho các bạn dễ hiểu nhất các bạn nha. Thì đây là chiếc xe mà tôi đã tháo cái đầu máy của nó ra rồi đây. Mọi chi tiết ở đầu bò và hơi tôi để ở khu vực này các bạn nhé. Đây là đầu bò của nó, tôi để bên này đi. Hơi thì nó bị khói, các bạn để ý này, bị khói thì các bạn phải mang cục hơi này đi doa này, doa và thay piston, thay xi măng. Xi măng thì nắp trong này rồi và piston cũng ở trong này luôn. Đây piston của xe nha các bạn nha. Chiếc xe này nó mọi thứ bên trong nó đen xì luôn. Các bạn biết lý do tại sao không ạ? Xe này lười thay dầu, chủ xe rất là lười thay dầu nhá. Dầu lười thay, mọi thứ đen xì luôn các bạn này. Tháo ra, tôi đã tháo ra từng chi tiết một này. Đen xì luôn. Đây nữa. Đó là cái bước đầu tiên. Bước đầu tiên là các bạn là mang cái hơi để các bạn đi dọa. Doa thay ắc trong này đây. Đây là ắc tay biên. Là nó bị như thế này, các bạn phải thay cái này mới nhá. Có nhiều xe nó chớm ăn dầu, nhưng chủ xe yêu cầu làm thì các bạn không cần thay cái ắc này. Đây ắc cũ của nó mình để đây. Đây là ắc cũ. Tốt nhất là các bạn thay cái ắc này đi. Tôi cũng đã mua cái ắc này. Làm hơi nó có luôn ác này các bạn nhé, thay luôn. Gioăng phớt, gioăng nước này, rách là các bạn phải thay, không rách thì các bạn dán keo vào. Đó là cái phần về phần hơi. 0,25 cốt 1 nhé các bạn nhé. Nó không cái gì, ghi cái gì ở giữa nó là không cốt 0, còn 0,25 là cốt 1. 50 cốt 2, 75 cốt 3, 100 là cốt 4 các bạn nhé. Đơn giản là như vậy thôi. Còn quan trọng nhất là cái đầu bò này các bạn nhé. Đầu bò này tháo ra, tại sao tôi lại tháo, tôi lại trên này tôi cũng để cái cò trên đây. Đây là cò trên, cò hút. Và cái cò dưới tôi lại để như thế này. Thì trước khi xe này đến đây làm, tôi đã nổ thử máy lên và nghe rất là im. Ga to lên thì nó khói trắng. Và chủ xe đã bảo rằng là có khói trắng ở bô sáng ra và đi thi thoảng nó có khói trắng là xe đã bị ăn dầu rồi, là phải làm nhé các bạn nhé. Nổ xe lên mà nó im thì đây là mẹo thôi. Nếu như xáo trộn cái này xuống đây sau các bạn lắp vào vẫn được thôi. Tại sao tôi lại làm như vậy? Bởi vì là nó nổ im, sau khi chúng ta tháo ra chúng ta lắp vào thì chúng ta không phải chỉnh cỏ nữa nha các bạn nhé. Có xe phải chỉnh, nhưng chỉnh rất ít thôi, chỉnh tí là được rồi. Các bạn không phải mất thời gian chỉnh cỏ, nó lại hơi lâu một chút. Đấy, mất thời gian thêm mười mấy phút nữa cơ, chỉnh nó phải chuẩn. Nhưng mà tôi làm như vậy là khi tôi lắp đầu bò xong là tôi không phải chỉnh cỏ nữa, khẳng định với các bạn luôn nha. Thế tôi làm quen rồi. Còn tiếp theo nữa là cái trục cam này các bạn nhé. Tất cả mọi thứ cái xe này nó đen xì luôn này. Và các bạn kiểm tra bi này nhé. Các bạn kiểm tra bi xem nó dơ. Đây vòng ngoài cùng này, vòng to hơn. Các bạn hiểu đơn giản là vòng to đi, không dơ. Vòng bé ở đầu ngoài cùng này, đây không dơ thì là ok. Đấy. Tiếp theo nữa
là làm hơi, các bạn muốn hết khói là các bạn phải thay hai cái phớt gít này. Đây là hai phớt gít nhá. Mình không mua phớt màu xanh bao giờ, chỉ có phớt màu đỏ này dùng mình mới thấy ok. Còn khu vực bạn dùng, khu vực của các bạn thợ thay phớt màu gì tôi không biết, nhưng ở khu vực tôi là dùng phớt màu đỏ này mới là ok nhá. Tôi có một vài trường hợp tôi dùng phớt xanh rồi nhưng mà không ăn thua. Đấy, một số lưu ý nhá. Và nhiều bạn hỏi là làm hơi thì làm cái gì, thì đây là mình đang nói với các bạn đây, làm hơi thì là đây, làm hai cái cục này. Đây là cục hơi, cục hơi doa nên thay xiếc măng, thay ắc tay biên, gọi là làm hơi nhá các bạn nhá. Làm hơi là làm cục này, và làm hơi thì đi theo với cái đầu bò này nữa để cho nó hết khói. Đó là làm những cái khu vực này, vị trí này. Ví dụ đây là cái chân vịt này, cái chân vịt này các bạn sờ vào đây, sờ đây, các bạn sờ vào cảm giác nó nhẫn mịn nhá, nhẫn mịn, không có gờ cái gì cả, thì các bạn không phải đi thửa lại, không phải đi mài lại đâu. Đó là các bạn vấn đề lưu ý thế. Còn cái cỏ trên này cũng thế, các bạn đưa ngón tay vào đây các bạn sờ là các bạn biết mà, nó mịn thì là các bạn không phải đi mài lại, không phải đi thửa lại. Và đây nữa, hai cái vấu này, vấu lồi lên là cò nó chạy, cò chạy lên đây, lên đây, lên đây. Các bạn sờ hai cái chỗ này nó nhẫn, nó không có gờ, nó không có gợn, thì cũng không phải đi mài lại đâu nhá các bạn nhá. Chứ các bạn đừng nghĩ là nó tháo ra là phải thay bi rồi thì mài lại cái này, không có. Nó không làm sao thì kệ nó. Đấy, các bạn đợi một chút, còn một số vấn đề nữa mình cần chia sẻ với các bạn. Bạn nào đang xem video, nếu như mà chưa đăng ký kênh thì mời các bạn vào đăng ký kênh. Trong kênh có rất nhiều video hướng dẫn cho các bạn về lĩnh vực sửa chữa xe máy, chủ yếu là về máy các bạn nhé, chủ yếu là về máy thôi. Tiếp theo nữa các bạn để ý này, cái đầu bò này nó quan trọng, rất là quan trọng các bạn nhé. Tất cả mọi thứ trên máy rất là quan trọng, bởi vì cái cục, cả cái chiếc xe đẹp hay không, ngon hay không là nó do cái cục máy này, của vì cục máy nó là con tim của xe, ai cũng biết rồi. Đây là cái nấm xả này nhá, nấm xả lúc nào nó bé hơn và nấm hút nó to hơn. Xe đang đi bình thường không sao, đến lúc nó gần hỏng, chuẩn bị hỏng, nó ăn dầu, thì cái lấm xả này là nó hỏng nhiều nhất nha các bạn nha, lấm xả hỏng nhiều nhất. Còn nấm hút không mấy khi đâu, ít khi bị lắm, ít khi xảy ra, có nhưng mà ít. Cái chủ yếu lấm xả này các bạn phải già lại, già thì làm sao, các bạn lắp vào máy các bạn già, hoặc già các bạn xoay cho cái hai mặt tiếp xúc giữa lấm và đầu bò. Đấy, mặt tiếp xúc giữa cái chân này với cái đầu bò nó phải mịn, nó phải kín thì xe lổ nó mới ngon được. Nếu như nó hở thì là xe đi cứ sệt sệt xịt xịt xịt, đi không bốc, không kín hơi nha các bạn nhá. Một số bạn vừa rồi hỏi tôi rằng là xe làm hơi xong đi nó có bốc không. Xin thưa với các bạn, xe làm hơi xong đi nó kín hơn thôi, nhưng mà các bạn bảo làm hơi xong mà bốc thì nó không bốc các bạn nhá, nó chỉ kín hơn và đi nó ngọt hơn, nó thoát hơn thôi, nhưng mà nó không bốc. Bốc hay không là nó ở côn cơ nha các bạn nhá, không phải là làm hơi mà bốc. Làm hơi mà xe tự nhiên bốc vùn vụt nên là không có nha các bạn nhá. Đấy, xem còn vấn đề nào chỉ cho các bạn tiếp nào. Cái vấn đề làm đầu bò, làm hơi, làm cả đầu bò đây thì có sẵn rồi, và tháo ra như thế nào. Nếu như trước khi các bạn tháo ra lổ máy, máy nó nghe nó vẫn im, nổ vẫn ngon lành, thì cò trên các bạn để trên, cò dưới các bạn để cò dưới sau, các bạn lắp vào không phải chỉnh. Nếu mà có chỉnh sai lệch chỉ một tí thôi thì phút là xong rồi nha các bạn nha. Còn các bạn có thể xáo trộn hai cò này cũng được, nhưng mà sau các bạn lắp vào các bạn chỉnh nấm
Bạn nào chỉnh quen không sao, các bạn nào chỉnh không quen chỉnh còn chán đã được nha các bạn nha, không phải đơn giản đâu. Tiếp theo nữa về cái phần soi về cái cục máy này xem sao. Đây là thợ của tôi tháo ra, tôi cũng chưa xem kỹ đâu các bạn nhé. Tháo ra như thế này, cái trục này han này các bạn nhé, cái trục này han lúc nào các bạn nắp hơi đắp đầu vào các bạn biết nguyên vào đây, biết nguyên biết mở này là ok, không việc gì, thoải mái nhá. Này xe này chủ xe lười thay dầu các bạn nhỉ, đen xì nhìn chán luôn. Và các bạn lưu ý rằng là làm hơi thì các bạn phải thay dầu mới cho khách nha, không để dầu cũ, để dầu cũ không được mấy thửa lại hỏng. Các bạn để ý này, đây là cái bánh tì trong này nhá. Các bạn làm hơi các bạn soi xem là mở ra, các bạn ngó xem trong này, đây mình soi này nó các bạn nhìn nó không rõ đâu. Các bạn nhìn mắt thường trong này thấy bánh tì mòn, các bạn phải tháo nó ra thay bánh tì, tháo lốc này ra để thay bánh tì nha các bạn nhé. Đấy, và tháo ra các bạn kiểm tra tay biên. Các bạn kiểm tra độ dơ ngang thôi, bởi vì dơ dọc kiểm tra nó hơi khó, quen thì mới kiểm tra được. Nhưng mà biên này im liệt các bạn nhé. Này, biên không làm sao. Nếu như nó dơ ngang nhiều quá là các bạn bổ ra làm biên luôn nhá. Nhưng mà xe này lúc đầu lổ lên là rất là im, chỉ xếp măng nó mòn quá khói thôi, xăng ăn trộn lẫn dầu tạo thành khói, gọi là xăng phá nhớt đấy các bạn nhá. Đó, như vậy là xem còn gì hết. Như vậy là vừa rồi mình chia sẻ cho các bạn clip mà hôm nay mình chuẩn bị lắp cục hơi và đầu bò của chiếc xe Wayya 100 màu đỏ này các bạn nhé. Bạn nào xem video còn chưa hiểu thì bình luận bên dưới, có thời gian mình sẽ trả lời cho các bạn, giải thích cho các bạn hiểu. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Và các bạn đừng quên like, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để các bạn nhận được video miễn phí tiếp theo các bạn nhé.